Ê, ta làm nhậu đây. Thôi, nay kỷ niệm ngày cưới. Nhất ông. Nay kỷ niệm ngày cưới, anh có quà cho em đây. Em sao vậy? Canh gà hầm em mới nấu xong. Số tiền tiết kiệm của em, từ giờ tối anh nhớ hạn chế thức khuya. Em sẽ luôn bên cạnh anh. Nay em lạ thế. Chờ xíu, em vào cất đồ. Vợ ơi, lâu thế. Lại thua. Tiền lãi tháng này sao? Anh cho em thư. Thư ông già bạn. Cho mày 3 ngày. Không thì gia đình mày ấy không yên với bọn này đâu. Nhớ cho kỹ vào. Thằng Huy đâu rồi? Mà